chào các bác. Chuẩn bị cho ngày mai phiên chợ nha các bác nha. Thì hôm nay tôi lại lượn ra quanh quanh đấy vòng quay mấy cây, thấy mấy cây mới rất là đẹp. Hôm nay đi hỏi cho một số cái bác mà nhờ em hỏi giá cây ấy, một số cái cây ấy. Thì có một cái bác nào em không nhớ nhưng mà hỏi cái cây xanh quê mà bệ nó to to thì người ta bán mất rồi, người ta bán 5 triệu mất rồi. Thì xin lỗi bác là xem có cái khác thì bác hỏi nha. Còn đây bác ở Lào Cai, bác Phúc Sơn thì đòi em xem hộ mấy cái đề thì hôm nay ra thêm mấy cái đề để bác nhé. Em bác thích không nha. Tiên là đây, những cảnh một số cây ở đây. Cây đầu tiên là gốc đề trắng, đề trắng rất là to đây nha. Em để cái tay em vào đây nhé, nó so sánh nhé. Đấy, chung đề nhé. Đây là cái bệ con nha, bệ của nó nha. Còn cây mới về. Cái này vừa bảo là 4 củ rưỡi. Chính như thế. 4 củ rưỡi nhỉ? Vừa nãy bảo cây này 4 củ rưỡi nhỉ? Còn mấy cây mai chú thỉ kia thì bao nhiêu? Đấy là mai hùng bò công đấy. Ờ, nhưng mà bao nhiêu? Nhìn thấy nghệ thuật rồi. Tí nữa bây giờ mình xem. Biết rồi, mai nu cục, mai nu nu. Quay cho kỹ cho các ông chọn. Trả được cái nào thôi. Cứ báo giá đi. Đây, cái đề. Toàn cây mới về nhỉ. Đấy, bác Sơn bảo tìm cho cây đề đây, thích cây nào không nhá. Quá thì cũng hơi căng đấy mà đẹp. Đề trắng đấy là một cây đây, để hình xa nhiều cây quá không hỏi được cái giá đâu các bác, thích cây nào thì lại ấy. Cây nữa. Cái này vừa bảo 3 củ rưỡi à? Đúng nhỉ? 3 củ rưỡi nhỉ? 3 củ rưỡi. Đấy, này. Bết ghê nhỉ? Đây là để trắng nữa này. Cho cái tay vào cho biết. Đấy, ngục nhá. Hơi ở bên trong không quay được này. Để trắng. Cây thứ hai bác chọn cái nào chọn sâu quá, 2 củ rưỡi. Đây là 2 củ rưỡi. Này có mấy cây phi lao đẹp thế. Bây giờ mình quay lại. Kinh nhỉ, con chắc kia kinh nhỉ. Chắc này như cái rừng. Như hàng đá.
Đấy. Mâm xôi. Này con cây sáng sủa nhỉ. Để này nhìn nó mới rõ nhỉ. Đợt trước nó cứ rối rối. Lại nó có cây trứng cá này. À. À chặt bỏ rồi nhỉ. Đây là nhiều về nhiều sâm núi to đấy. Này. Đây về rất nhiều sâm núi. Sâm núi này thì bao nhiêu tiền? 4,5 triệu. Mình già đấy. Quả lắm mà. Toàn vào Nam đánh hàng như đúng không? Này giả kỹ, dăm dày. Rất nu cục. Cây nghệ thuật. Cái này vừa bảo 2 triệu rưỡi nhỉ? 3 triệu rưỡi. Ông đang xin tôi 2 xe, 1 xe khuất trên... Dầm kỹ lắm này. Dầm kỹ. Nhìn kiểu như là bị... bị ghẻ. U cục. Mai Gò Công nhỉ? Mai Gò Công. Gò Công. Đúng hàng miền Nam. Sàn núi rất nhiều. Sàn núi. Cây này hay đấy bác. Cây này hay này. Con xa. Sàn núi này. Nhìn cái bệ nó kinh không. Sàn núi đây các bạn. Vừa che mất. Vừa đến với ông rồi. Hôm nay có nhiều cái đề lên sàn này. Đặc biệt là phi lao. Phi lao rất đẹp. Phi lao. Thank you.
to hơn cổ tay, chân to hơn cổ tay. Các bác ở, chắc một số bác cũng đang đi triển lãm ở trên Phúc Thọ. Không biết có vui, chắc là rất vui, nhưng mà để mua được thì khó lắm các bác, chơi thì sướng thôi, mua được khó lắm.